ngọt ngọt, thanh thanh ha. Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chăng hò gần bùn mà chăng hôi tanh mùi bùn. Hồng hò hay ghê, hò một chút nữa là còn có thể ngủ được luôn á. Hồi đó mẹ hay nấu chè hạt sen, hay hát ru cho mấy chị em Hồng lắm. Nhưng từ khi ba mất đất, mẹ Hồng chẳng còn thiết tha gì nữa. Có lẽ vì một bầy con nheo nhóc, rồi làm lụng, bán lưng cho trời, bán mặt cho đất, trên đồng ruộng của người ta. Rồi bao nhiêu thứ vất vả, cực khổ của cuộc sống đã biến gia đình Hồng, em út của Hồng, chẳng còn biết thế nào là no đủ, chẳng còn biết thế nào là vui vẻ nữa. Em của Hồng, một đứa 10 tuổi, đứa 8 tuổi, đứa 3 tuổi, đứa nào cũng tèm nhem, lăn lóc, tự kiếm sống, chẳng biết trường lớp là gì hết, cho nên Hồng phải lên đây. Cậu có biết Hồng lên đây để làm gì không? Cậu thích Hồng phải không? Nhưng Hồng không có xứng với cò đâu. Hồng dơ bẩn lắm, Hồng nhiều tội lỗi lắm. Rồi có khi một ngày nào đó, ông trời sẽ trừng phạt những tội lỗi của Hồng. Nè Chanh Chu. Dạ em cảm ơn chị. Để mẹ múc nữa nha. Dạ. Co, dừng lại đây đi. Sao vậy? Thả Hồng xuống đây đi.
Hồng về nha. Chứ Hồng, đừng quên nha. Quên gì? Quên cò. Ừ, có cháo đậu xanh ở trỏng á, vô ăn đi. Trời ơi, đã hen. Món này xưa ba em nói cho em ăn hoài à. Chị về. Dạ. Đi đâu mày? Trừ nửa buổi lương hả mày? Biết rồi. Chứ hồi ba tôi bệnh, tôi xin anh nghỉ 2 ngày. Thay vì anh hỏi thăm hay tặng sữa cam gì cho ba tôi, anh lại trừ luôn 2 ngày lương của tôi. Tại tôi chưa tìm được việc làm nào khá hơn. Chứ anh bóc lột tôi quá sức. Sao? Mày đi tìm được việc nào tử tế mà ngon hơn ở tiệm kiến này? Để rồi coi. Lỡ yêu em nên nhớ, lỡ thương em nên sầu. Tóc em cài hoa lược, đen nhánh lòng tơ dương. Thơ tình hen. Mày làm thơ hả cò? Tôi biết làm thơ, tôi đâu có làm cu ly cho ông. Cu ly sao mày? Miễn là làm việc lương thiện thì tốt chứ sao. Chanh chu. Dạ. Dạ em làm đó anh Suy. Dạ em. Công nhận nha, có học có khác nha. Còn hơn có thằng thất học. Ê mày, sáng kiến à nha. Mày làm thêm cho tao vài bài thơ nữa, tao kêu thằng cò khắc vô kiến, bán thử coi có đắt không. Dân Sài Gòn này ngộ lắm. Hễ thấy cái gì ngộ ngộ lạ lạ, hơi bất thường một chút là họ thích liền hả. Dạ. Ông làm gì vậy? Chép lại tặng chị mày chứ sao. Chị ơi. Chị còn nhớ tôi không? Anh là... Tôi đã gặp chị với hai cháu ở khu vui chơi chị hôm đó. Có gì không anh? Tôi xin lỗi vì hơi đường đột. Nhưng sau khi gặp chị ở khu vui chơi, không hiểu tại sao tôi cứ nhớ tới chị. Cho nên tôi đi tìm chị. Anh khách sáo quá. Nếu không có gì, tôi xin phép về. Trời nắng quá, tôi sợ hai cháu của tôi nó cảm mất. Tôi xin lỗi. Bạn của mẹ. Các con khát nước không? Dạ khát. Vậy đi uống nước nha. Dạ. Nước nè con. Uống đi nha. Tôi xin lỗi.
Dì hơi đường đột. Nhưng sau khi gặp chị ở khu vui chơi, không hiểu tại sao tôi cứ nhớ tới chị. Cho nên tôi đi tìm chị. Mơ mộng gì đó mày? Ra bưng cà phê. Bộ mày tưởng tao rảnh nuôi con mày chắc à? Bà có con không? Ê, ê, ê. Ê mày, thấy hồng chịu tao rồi. Thì Khánh con. Nãy giờ nó không kể cho mày nghe muốn chết. Sướng rần cả người ấy. Hồi sáng giờ anh đi chơi với chị hả? Kể từ bây giờ tao hứa sẽ chuyên tâm làm ăn, kiếm thật nhiều tiền để về quê làm rẫy miền Tây. Chị quê ở miền Tây hả? Miền Tây mới đẹp vậy chứ mày. Anh nghĩ sao chứ, em thấy người miền nào cũng có đẹp có xấu. Thôi kệ là miền nào, với tao Thúy Hồng mới là số một. Trời ơi, tưởng gì đi thương ca ve. Ông im đi, ai cho anh xúc phạm tới người khác. Trời, đêm qua tao mới ngủ với nó nè. Ú, đẹp dễ sợ. Anh cỏ, thôi đi. Anh cỏ, được, nhìn ông đi. Mày đánh tao hả? Anh Xuyên. Anh cỏ, thôi đi, được rồi. Chanh Chu. Chị My, chị đi đâu vậy? Tìm My chứ đi đâu. Mặc thử đi. Thử đi coi có vừa không. Mua chi cho tốn không biết. Của Hải á. Hải nói có áo mới cho My đi học. Vừa đó. Thôi vậy nha. Dạ chị bán hết chưa? Hết rồi, bữa nay hết bột nên về sớm. Chị về nha. Dạ. Miên. Ủa chị Thương, đi vô đây, vô đây. Sao bữa nay chị về sớm vậy? Mua cho My nè. Chị cho em hả? Thôi em không lấy đâu. Trời, My khách sáo quá. Tao mua có chủ ý đàng hoàng. Thôi vô thử coi. Đi. Em thử nha. Chị Thương. Trời, đẹp ghê ta. Lại đây coi. Chà, chị cũng đẹp nữa. Ủa, chị làm gì vậy? Để trang điểm cho My thử coi. Thôi. Ngồi im. Tôi tin My sẽ khác dữ lắm. Thôi.
Đó, Mi đẹp ghê không? Ngày mai Mi đi bán bánh tiêu, làm y chang như vậy luôn nha. Biết đâu có đại gia nào đi xe hơi, thấy sắc đẹp của Mi khoái quá, rồi rước Mi về. Lúc đó Mi đổi đời, không còn bán bánh tiêu nữa. Chị Thương, idol đi bán bánh tiêu, nhà quê mà lại trang điểm như vậy, người ta cười cho thúi đầu á. Với lại đại gia nào mà thèm em hả chị? Chị, em cảm ơn chị nhiều lắm. Nhưng mình khổ quá rồi, còn gì để khổ hơn mà sợ hả chị? Bây giờ em chỉ lo cho Trang Chu đi học, để nó có điều kiện tốt hơn mình. Vậy Mi ưng thằng Hải luôn hả? Anh Hải học giỏi lắm chị, mai mốt ảnh sẽ thành tài cho chị coi. Mi không sợ nó phụ Mi sao? Đừng để sau này tàn phai như chị, cô đơn như chị. Miên ơi. Chị Thư. Hải, Mi thấy Miên đẹp không? Dạ đẹp, mà lạ quá, nhìn không quen mắt. Tại chị hết á. Trang Chu, nó thích cái áo của Hải cho lắm á. Miên nè. Hử? Hải thích Miên như vậy hơn. Hải đừng có chọc Miên, tại chị thương á. Không, lúc nãy Miên cũng đẹp lắm, đẹp theo cách khác, hơi xa lạ một chút. À, khi nào Hải thi vậy? Ngày mai. Học bài nhiều không? Nhiều. Có mệt không? Mệt. Tội nghiệp. Đi học sướng mà cực gì Miên, có Miên mới cực. Mai mốt khi có điều kiện, Hải sẽ mua sắm cho Miên thật nhiều thứ, không cho Miên đi bán bánh tiêu nữa. Ủa, không bán bánh tiêu nữa, mình làm gì? Thì ở nhà chăm con thôi. Hải này, à, Hải đói bụng chưa? Đói. Mì gói ha. Ừ, hai gói nha. Miên biết một đoàn tàu có bao nhiêu to không? Một đoàn tàu có 15 toa.
chứa 500 con người, 500 số phận, được đưa đi và đưa về. Đi đâu và về đâu cũng đều không tránh khỏi cái nghèo cả. Cũng như tụi mình, đúng không Hải? Không, Hải sẽ thay đổi cuộc sống của Hải, thay đổi cuộc sống của Miên. Cảm ơn Miên nha. Sao cảm ơn Miên? Đời người ai cũng một lần đi và về. Hải đã đi cùng với Miên, và Hải sẽ về cùng với Miên hen. Hải nói nghe lạ quá, Miên khó hiểu. Anh đi chơi với chị hả? Sao biết hay vậy mày? Ê, áo đẹp mày. Dạ, của người yêu chị em cho em. Nói để dành mai mốt mặc đi học. Rồi chừng nào mày đi học? Chắc mấy tháng nữa. Trời, còn lâu chán. Ê mày, nói nghe nè. Dạ. Cho tao mượn đi chơi với nàng nha. Thôi, mày tiếc chứ gì. Thì thôi. Anh cứ lấy mặt đi, đừng để dơ nha. Biết rồi. Mẹ ơi, đất lạ người đông, lòng con treo một tấm lòng nhớ quê. Biển vẫn sống, muôn đời vẫn sống, đời vẫn nghèo, muôn thuở sầu ai. Công nhận thành phố mình đẹp thiệt. Nam. Cà phê của anh đâu cưng, nãy giờ không thấy gì ta. Đợi chút đi. Trời ơi, đợi hoài. Bếp đâu có cái đạn nữa. Nữa rồi lên buôn mình một mấy về. Chỗ ăn này dở quá. Bà chủ đâu? Em thấy không? Bà chủ lên làm gì với tụi bảo vệ rồi? Dạo này quét dữ quá chị không biết sao. Em. Anh Long mới tới. Giữ anh nha. Em tiếp giùm chị đi, bữa nay chị còn mắc kẹt. Chị xạo. Ông thì sợp lắm. Chị nhường em thiệt hả? Em vô đi, chị coi ngoài này cho. Sao không ra lâu quá vậy? Còn sao vậy? Đi.
Sáng mai đi cò, chắc Hồng đi không được quá. Lên. Chết mẹ em rồi con. Ngày mùa yêu mới chớm thì, anh thương coi cúc, anh thì nhà quê. Ngày đêm thương nhớ tỷ tê, anh yêu má phấn, môi hường là em. Em buồn, mi ước long lanh, phận nàng thâm thẳm, xanh đời cô liêu. Sớm chiều phố xá quạnh hiu, em ra sông phố chạnh lòng nhớ quê. Cò nhanh lên đi cò. Nhanh lên đi cò, tôi chết bây giờ nè. Sao vậy? Chạy nhanh đi, càng nhanh càng tốt cò ơi. Nhanh lên, nhanh nữa đi cò, nhanh lên. Nhanh lên. Anh buồn đời đã 30, già nua một góc, tơi bời đời trai. Bắt nó lại cho tao, đứng lại, yêu nhanh em, lên. Anh có lại. Tội tình, nghe, đứng lại. Do em bắt nó lại một mình ngày mai. Trời tròn dắt xuống chiều nắng. Trời ơi. Anh nơi phận mộng. Chạy hả mày? Trời ơi. Trời ơi. Dù bao đau đớn giặt dùi, yêu em cay đắng ngậm ngùi cùng cam. Tình ta những luống chơi vơi, như là bông gió, như là bão giông. Mày hiểu chưa? Đi tụi bay. Cô ơi, cô ơi. Trăng đẹp quá Hồng ha. Sen thơm nữa. Chắc là quê Hồng cũng đẹp vậy đúng không? Có ước gì mình cũng có quê hương, có một miền đất để yêu thương, để nhớ. Cậu không có quê hương sao? Có chứ. Hôm nào có dịp, cậu dẫn Hồng về quê cậu chơi. Ở đó lạ lùng lắm. Nếu Hồng không chê phận cậu nghèo hèn, chắc sẽ không chê quê cò đâu hen. Sao hôm nay cò nói chuyện lạ quá vậy? Không có giống với mọi hôm. Chắc tại bị đánh nên cò nói được như vậy. Xin lỗi cò nha. Không có chuyện này muốn nói với cò. Không có thương cò không? Không có thương cò. Cho dù cò chỉ là một thằng cu ly, làm thuê làm mướn suốt đời không? Không có thương cò. Cho dù cò chỉ là một thằng tứ cố vô thân, không tiền bạc,
nhà cửa, chẳng nơi chốn dung thân không. Mà con bậy rồi, Hồng thương con, Hồng sẽ khổ, chứ con vui sướng gì đâu mà thương. Con thương nhau là ở nơi trái tim nè. Sao cò lại đem chuyện giàu nghèo ra để mà so đo xét nét chứ? Hồng thương cò là vì cò chân thành với Hồng, cò thật lòng với Hồng mà không có soi mói thiệt hơn. Cò cũng chưa bao giờ chạm vào quá khứ của Hồng, nên cò ơi, cò đừng có thương Hồng nữa. Cò không biết gì về quá khứ của Hồng, cả hiện tại cò cũng chưa biết rõ, rồi còn tương lai nữa, tất cả đều mịt mù mây khói. Hồng và cò không phải dành cho nhau đâu. Vậy là Hồng không thương cò rồi? Không phải. Đừng tính chuyện quá khứ, bởi nó đã qua rồi. Còn ở hiện tại, nếu như mình cố gắng, mình sẽ thay đổi được nó. Mà khi đã thay đổi được rồi, tương lai của mình sẽ không còn mù mịt mây khói nữa. Anh làm gì đến nỗi rách áo mới của em? Anh đập con heo đất của ảnh. Áo mới lại rồi, nhưng bị rách chút xíu, chị mang lại là được. Dạ. Tối mi đem qua chị mang lại cho. Dạ. Thôi chị về nha. Dạ. Chị. Dạ anh Xuyên mới tới. Chị của em. Chào ông chủ. Chào.
coi bộ mày có con chị đẹp nha. Đen thui à? Đen, đen mới mặn mà chứ mày. Đâu có trắng như chị Xuyên đâu. Sợ. Vợ tao là đàn bà, chị mày là con gái, làm sao so sánh được. Ê, người Sài Gòn cởi bộ khoái nghe thơ ha. Em dễ thương quá. Bữa sau nhớ ghé nữa nha anh. Ừ, anh về nha. Bye bye. Bao nhiêu? Ai? Thúy Hồng. 200. Trời ơi, tưởng gì đi thương ca ve. Trời, đêm qua tao mới ngủ với nó nè. Đẹp dễ sợ. Ê cò, đưa tiền tao mày. Rồi, vô trỏng đi. Làm hư cây son mà Hồng thích nhất.